Thưa quý vị, hành trình kéo dài 10 giờ để tham quan xác tàu Titanic đã dường như đã kết thúc trong bi kịch, với tất cả 5 người trên tàu lặn Titan thiệt mạng trong một vụ nổ thảm khốc. Cựu sĩ quan tàu ngầm hạt nhân Mỹ David Coley cho rằng, vụ nổ trên tàu lặn Titan diễn ra nhanh tới mức không người nào trên tàu kịp nhận biết thảm họa sắp xảy ra. Theo CNN, Hải quân Mỹ đã phát hiện được một âm thanh phù hợp với một vụ nổ xảy ra vào ngày 18 tháng 6, trùng với thời điểm tàu mất tích và sau đó, các đội tìm kiếm đã thu thập được các mảnh vỡ của tàu. Tàu lặn Titan mất tích sau khi lặn xuống biển được 1 giờ 45 phút. Theo lịch trình, tàu sẽ lặn trong 2 giờ để tới xác tàu Titanic nằm ở độ sâu gần 4.000 mét dưới mực nước biển. Theo ông Rick Mukka, Giám đốc Đào tạo Quốc tế thuộc Hiệp hội Thợ lặn Hang động Quốc gia Mỹ cho biết, ở độ sâu của xác tàu Titanic, áp suất nước cao gấp hàng trăm lần áp suất ở trên bề mặt. Ông David Coley lý giải, thân tàu Titan làm bằng sợi carbon sẽ nổ tung vào bên trong với tốc độ 2.414 km/h. Con tàu bị nổ trong một phần nghìn giây. Và rằng vụ nổ dữ dội đến mức các khí dễ cháy như khí oxy trong các thùng chứa của Titan sẽ bốc cháy. Aileen Maria Masti, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, giáo sư Đại học Quốc tế Florida cũng cho biết tàu lặn Titan bị phá hủy cực kỳ nhanh chóng, đột ngột trong chưa đầy một phần nghìn giây. Bà Aileen nói, tất cả mọi thứ tan tành trước khi những người trên tàu nhận biết được vấn đề, không có đau đớn gì. Theo hãng tin NBC, giáo sư Blythe Thornton ở Đại học Southampton nói, toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu tới kết thúc diễn ra trong chớp mắt, một cú nhấp ngón tay, tôi nghĩ sẽ không có bất kỳ sự đau khổ hay nhận thức nào về điều đã xảy ra. Các chuyên gia cho hay, khó có thể tìm thấy thi thể các hành khách. Ngoài ra, việc tìm kiếm các mảnh vỡ khác của tàu lặn cũng được cho là rất khó khăn vì các dòng hải lưu sẽ mang các mảnh vỡ ra xa phần còn lại của đống đổ nát. Theo ước tính sơ bộ của chuyên gia ngân sách quốc phòng và nghiên cứu của The Washington Post, cho đến nay, chiến dịch tìm kiếm tàu lặn mất tích Titan đã tiêu tốn khoảng 1,2 triệu đô la của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, con số đầy đủ cho vụ việc này sẽ cao hơn nhiều lần con số ước tính. Câu hỏi về tổng chi phí và bên nào phải chi trả hiện chưa thể trả lời do còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Cho đến khi các mảnh vỡ của tàu Titan được phát hiện dưới đáy biển hôm 22 tháng 6, chính phủ Mỹ đã chi ra tối thiểu 1,2 triệu đô la Mỹ theo ước tính sơ bộ của Mark Kensian, cố vấn cấp cao tại Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, cũng như nghiên cứu từ Washington Post. Đối với một số nhà quan sát, số tiền này được coi là khá khiêm tốn trong việc phản ứng với một thảm kịch nghiêm trọng như Titan. Hàng loạt đội tìm kiếm cứu hộ quốc tế, những phi đội tàu, máy bay và công nghệ tiên tiến đã được điều đến hiện trường. Tàu lặn Titan chở 5 hành khách được xác nhận đã nổ tung trong chuyến đi định mệnh xuống đáy đại dương để tham quan xác tàu Titanic. Ông Mark Kasian, cố vấn cấp cao tại Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, cho rằng ông đưa ra con số này dựa trên chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện và nhân lực đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm. Con số cuối cùng có thể cao hơn bởi dù chiến dịch tìm kiếm khép lại vào giữa ngày 23 tháng 6, một số chuyên gia và tàu lặn không người lái vẫn tiếp tục bám trụ hiện trường để khảo sát các mảnh vỡ. Các quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết các chuyên gia vẫn sẽ tìm kiếm từ xa các mảnh vỡ nằm rải rác dưới đáy biển, cách mũi tàu Titanic hàng trăm km. Mặc dù nhiệm vụ này dự kiến sẽ khép lại vào giữa trưa ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương. Không rõ liệu quân đội Mỹ và Canada có tiếp tục tham gia vào các hoạt động tìm kiếm khác để thu hồi mảnh vỡ còn lại của tàu Titan hay không. Tuy nhiên, có vẻ như chính phủ Canada đã triển khai nhiều phương tiện đến khu vực tìm kiếm hơn so với Mỹ, vì Canada ở gần địa điểm xác tàu Titanic hơn và thời gian điều động tàu cũng nhanh hơn. Giới chức giải thích rằng phần lớn các hoạt động cứu hộ của Hải quân Mỹ ở Đại Tây Dương diễn ra ngoài Virginia, khiến nhiều tàu ở khoảng cách xa không thể đến khu vực, vì việc tiếp cận Titan phải được thực hiện trước khi nguồn cung cấp oxy cạn kiệt. Câu hỏi về tổng chi phí và bên nào phải chi trả hiện chưa thể trả lời do còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chiến dịch tìm kiếm có liên quan các công ty tư nhân và tàu nghiên cứu mang theo phương tiện điều khiển từ xa, ROV. Theo ông Kensian, chính phủ Mỹ sẽ chỉ thanh toán cho những tổ chức này nếu họ ký hợp đồng với Lầu Năm Góc. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị ước tính chi phí nhưng cần thời gian để giải thích cho những chi phí bất thường. Tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết lực lượng tuần duyên thuộc Bộ An ninh Nội địa nhưng được hỗ trợ bởi Hải quân và Không quân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.
để chi trả cho các nhiệm vụ như điều máy bay tìm kiếm trên biển, quân đội sẽ sử dụng các quỹ phù hợp đã được phân bổ. Do đó, có những giờ bay đã được thanh toán. Theo ông Kensian, ước tính mà ông đưa ra dựa trên tổng chi phí, bao gồm cả chi phí nhiên liệu, bảo trì và nhân lực được điều động tham gia chiến dịch tìm kiếm. Ông gọi đó là một con số thận trọng dựa trên những báo cáo công khai về các thiết bị, phương tiện liên quan và khoảng thời gian làm việc của chúng. Ông Kensian cho hay, trong khi hoạt động tìm kiếm Titan được tài trợ bằng tiền trong ngân sách liên bang, quân đội Mỹ cũng sẽ phải trả một số tiền bất thường bởi nhân lực và thiết bị được sử dụng cho các hoạt động đột ngột có thể phát sinh chi phí. Ông nói, trong một số trường hợp, chiến dịch tìm kiếm phải chuyển hướng hoạt động so với kế hoạch ban đầu. Bà Mickey Hatting, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về tìm kiếm và cứu hộ Mỹ, nói thông tin về tổng chi phí của chiến dịch tìm kiếm tàu lặn Titan chưa rõ ràng. Bà Hastings nói, các hoạt động vẫn đang diễn ra, do đó chúng ta sẽ biết con số cuối cùng trong một thời gian nữa. Ông Paul Jukin, chỉ huy lực lượng cảnh sát biển giai đoạn từ năm 2014 tới 2018, cho biết Ocean Gate, công ty sở hữu tàu Titan, sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí tìm kiếm cho chính phủ Mỹ. Ông Jukin nói, không có sự khác biệt giữa tìm kiếm tàu của một tổ chức với cứu nạn một cá nhân nào đó. Chúng tôi vẫn tìm kiếm và cứu hộ, không đưa họ vào danh sách chịu chi phí. Cho đến nay, phần lớn chi phí tìm kiếm tàu Titan của chính phủ Mỹ đều đến từ hoạt động bay. Các quan chức cho biết, 3 máy bay chở hàng C-17 đã vận chuyển thiết bị từ Buffalo đến các cảng ở Newfoundland. Những chuyến bay đó có giá khứ hồi, ước tính là 491.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, ít nhất một chiếc C-17 đã rời Đức đến Anh để vận chuyển một phương tiện điều khiển từ xa, nhưng không rõ phương tiện này đến ở Canada hay chưa. Dựa trên số giờ bay và các nhiệm vụ, ông Kensian cho biết chi phí vận hành máy bay tìm kiếm và cứu nạn HC-130 là khoảng 399.000 đô la Mỹ. Lực lượng tuần duyên và lực lượng phòng không quốc gia New York là các đơn vị đã cung cấp máy bay cho các hoạt động tìm kiếm trên Đại Tây Dương. Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng đã điều một chiếc tàu Sycamore tham gia chiến dịch tìm kiếm trong tuần này, nhưng con tàu vẫn đang trên đường đến hiện trường. Ông Kensian cho biết, cảnh sát biển Mỹ không tiết lộ chi phí cho mỗi ngày di chuyển. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu đã biết về một tàu hải quân tương tự, ông ước tính con số này là khoảng 100.000 đô la Mỹ. Tàu Sycamore đã hoạt động ít nhất 3 ngày. Tính đến ngày 24 tháng 6, vẫn chưa rõ hải quân Mỹ có tiến hành trục vớt các mảnh vỡ của tàu lặn dưới biển hay không. Giới chức đã điều động một chiếc máy kéo chuyên dụng có khả năng trục vớt tàu nhỏ và máy bay từ đáy biển. Hải quân Mỹ không tiết lộ chi phí của hoạt động này. Giới chức Canada đến nay từ chối bình luận về chi phí chiến dịch tìm kiếm. Joy Murray, Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Tuần duyên Canada, cho biết bà không có thông tin về chi phí tìm kiếm Titan. Bà nói ngày 22 tháng 6, theo quan điểm của tôi, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có cơ hội để tìm kiếm và giải cứu tàu Titan. Không có gì là quá nhiều. Chúng tôi cần nỗ lực hết sức có thể, bởi trên con tàu mất tích có nhiều sinh mạng và cần phải cứu họ. Bà Hastings cũng cho rằng ưu tiên hàng đầu trong các chiến dịch tìm kiếm luôn là cứu người và các công ty tìm kiếm cứu hộ đều có ngân sách cho hoạt động này. Cơ quan khẩn cấp không muốn người gặp nạn phải nghĩ đến chi phí để triển khai một trực thăng hay nguồn lực khác để giải cứu họ. Bà nói, bất cứ ai mất tích cũng phải được tìm kiếm, đó là sứ mệnh, bất kể họ là ai.